Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy Robot. Ở trong video này lại là một trận đấu giao lưu với cái Clan Thái. Mà cái trận đấu này thì hôm trước mình đã có live stream rồi nha. Thì cái trận đấu này thì mình sẽ sử dụng là cái con Titan Rock, cùng với đó là cái tàu mẹ keo. Thì hôm trước mình cũng đã sử dụng những cái bộ sẽ trang bị khác, nhưng mà chưa có thể triệt để mà chúng ta có thể tận dụng kích tàu mẹ để mà kích được cái tàu mẹ keo lên. Như vậy thì chúng ta mới có thể là làm chậm cái địch liên tục được. Thì cái mục đích chính của cái tàu mẹ keo này thì đó chính là sẽ khiến cho cái địch bị làm chậm anh em nhé. Mình sẽ thả vào một cái vị trí gọi là có 2-3 mục tiêu cho họ này, xung quanh họ và cái mục đồng đội của họ ở xung quanh cái phạm vi đó để làm chậm thôi. Nghe như này, đây vừa rồi là con Ochokochi và cái con Off, cái con Killer này bị làm chậm anh ạ. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có thể là khiến cho địch bất động, và chúng ta có thể là dùng cái con Ochokochi để mà hất địch ra và chiếm lại trụ, cũng là cho họ rơi vào một cái trạng thái bất lợi. Như vậy thì chúng ta có thể là tấn công họ được tốt hơn. Em nhìn này, cái kẻ địch ấy, họ dính cái tầm mẹ keo thì họ sẽ không thể quay ra. Ui, bên địch họ cũng biết là mình sử dụng tầm mẹ keo, cho nên là hôm nay họ đã dùng tàu mẹ keo vào luôn rồi anh em ạ. Như vậy thì hôm trước ấy, mình dùng cái tàu mẹ này, hôm sau họ bắt bài mình, họ làm theo như vậy luôn anh em ạ. Thì ngày mai mình phải tìm cách để khắc phục lại thôi, chứ kiểu này thì bị khắc phục ngược lại anh em ạ, không ổn chút nào. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy qua trụ khác này. Đấy, mình phải chạy liên tục anh nhá, không nên ở một trụ quá nhiều người anh nhá. Trụ trống, trụ địch trống là mình phải nhìn liên tục và mình phải chiếm trụ liên tục anh nhá, không thể nào mà cứ ở đây bắn được anh mà, phải tận dụng mọi cơ hội, như vậy thì mới có thể áp đảo được. Trụ này không biết là có chiếm được, là có giữ được bao nhiêu lâu hay không, nhưng tóm lại là mình vẫn phải chiếm. Mục đích của mình ấy là một lát nữa địch sẽ tách ra và lao tới cái vị trí này. Đấy, thì chỗ khác của team mình thì sẽ được giải tỏa áp lực. Đấy, em thấy chưa? Chỗ này của mình là ít nhất là có cái trụ vừa rồi ấy, là ít nhất là có 2 mục tiêu họ là lao tới. Thế vậy là mình đã tách được cái mục tiêu rồi. Đây, có 3 mục tiêu nhá, 3 mục tiêu ở cái trụ đó để mà giải tỏa áp lực cho team mình. Còn mình thì mình chạy ở đây ấy và dụ địch thôi em, mình chạy liên tục. Đấy, địch họ dí mình em ạ. Đấy, còn Ochokochi dê đen ấy, anh ta dí mình em ạ. Đó, dí như vậy thì có tác dụng là đây, mình thả tầm mẹ keo. Đấy, thả tầm mẹ keo vào anh ta. Đó, sau đó thì mình chạy vị trí khác đấy. Anh ta biết mình ở sau lưng rồi, nhưng mình không đánh em ơi. Mình sẽ chạy qua một cái vị trí khác. Đấy, mình vẫn bắn liên tục anh nhá. Có đạn là bắn liên tục, có kỹ năng là thả ra bắn mục tiêu liên tục. Đó, nhưng mà đấy, ui, team mình ở nhà cũng đông quá anh em ơi. Đây, mình dụ kèo, dụ bắn nha, dụ bắn xong mình chạy qua chỗ kia. Đấy, dụ liên tục anh em ạ, dụ liên tục, chạy liên tục khắp map anh em ạ. Đây là một cái con QR dạng tanh rất là khỏe và chạy trụ rất là nhanh luôn. Đấy, thả cái tàu mẹ QR đấy, dụ được rồi. 1, 2 con dê và một con Titan kia. Rồi, ui, anh em bắn mình là mình bật flash lên, chạy thôi. Rồi, có kỹ năng nữa không? Thả tháp pháo bắn anh ta. Ui, mẹ bị dính tàu mẹ keo rồi. Rồi, nhưng không sao, mình chạy qua đây thì không ai muốn dính mình đâu. Đấy, chạy qua vị trí an toàn rồi. Sau đó là mình sẽ là tìm một cái vị trí đẹp hơn. Ui, anh ta đuổi mình. Mình chạy ngang qua đây để né đạn tiếp anh em ạ. Phải né liên tục. Sau đó lại về lại chỗ cũ. Về lại chỗ cũ để anh ta cũng sẽ về đây. Rồi, mình sẽ xem cách di chuyển như nào. Đây, bật kè ship lên để mà chờ cái kỹ năng nhá. Chờ, trong khi chờ cái kỹ năng của QR hồi lại thì chúng ta đã rơi vào một cái trạng thái yếu. Như vậy thì chúng ta sẽ là kích cái mô đun kè ship lên để mà chờ cho cái kỹ năng nạp lại, rồi chúng ta mới gọi là bật tiếp. Đây, mình bị tiêu diệt rồi. Đấy, xong mình thả cái con QR thứ hai ra. Vừa rồi là QR của mình là dạng tanh em nhá. Em thấy tanh khỏe không em? Tanh gọi là tanh liên tục, chạy khắp map, khắp bản đồ luôn mà. Đấy, rồi xuất cái con off phiền ra, rồi kích tầm mẹ keo lên để diệt cái con Titan địch Newton. Đấy, rồi khiên tím chắn đam lại. Đấy, mình có phải xít mà anh ta bị dính tầm mẹ keo, anh ta không bắn được em, anh ta không bắn được em, em thấy chưa, tầm mẹ keo nó bị nhầm chậm, địch không quay người bắn được em ạ. Rồi đấy, nè không bắn luôn. Rồi phải xít lên để dụ cái con killer này, rồi anh ta hất mình lên thì mình lại bật cái tầm mẹ keo lên, rồi bật kỹ năng lên, rồi bắn mục tiêu vào kia. Sau đó là mình sẽ là chạy qua vị trí an toàn nhá, bởi vì bên phía cạnh mình có một con killer như vậy đấy. Thả tàu mẹ và anh ta, xong rồi mình có tàng hình này, có tàng hình này, xong rồi anh ta bị âm chậm rồi, mình chạy vòng quanh người anh ta không bắn được mình em ạ. Rồi mình bật kỹ năng lên, anh ta định thả tập tháo là bắn mình em ạ, nhưng mà mình ở đây cái mình còn hất cái con này lên và bắn hỗ trợ mình em ạ.
sẽ 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 bùm liên tục luôn nè mà. Mình còn một lần phe ship nữa không sợ anh ạ, còn một lần phe ship nữa rồi chạy lắc léo cho họ chiếm cái trụ này cũng được thôi mà. Mình mục đích của mình là dụ kèo một hai người cũng là tăng trụ để giải tỏa áp lực cho team mình ạ. Đấy anh ta hét lên rồi thì mình vào đây mình chiếm trụ thôi. Đấy hỗ trợ cùng team bắn bùm bùm, ui mình bị hét lên rồi. Mình thả tàu mẹ keo vào khu vực này cho anh ta bị đầm chậm. Rồi team mình có một người dùng cái con robot sân lâu và bộ súng xuất cool để mà móc địch anh ạ. Nhưng mà sân lâu thì không tanh được em nhé, cho nên là hơi bất lợi chút. Rồi bật passive lên, có gì đâu, mình còn kỹ năng mà, kỹ năng này đó. Được gọi là khó đỡ mình với anh em nhỉ, rất là khó đỡ luôn. Đấy, team Thái hôm nay họ cũng áp dụng cái chiến thuật mà mình vừa nói rồi, đó chính là cái chiến thuật ui bật tàu mẹ lên rồi có tàng hình rồi chạy vào đây, chạy vào cái này cho an toàn. Nhưng mà không biết có đỡ được nổi không. Ôi thôi xong rồi, hết cứu rồi, lại một con off phiền ra nữa. Đấy off phiền ra giữa để mà chiếm trụ luôn cũng được anh mà, tại mình về đã thì dễ. Chờ có kỹ năng bắn cho chắc anh ạ, không bị như bị ba con Newton ở ba vị trí khác nhau, tức là hai con ở nhà một con bên trái, như vậy nó mà dồn vào là mình hết đỡ luôn em ạ. Là còn con Ochochi bắn cho mình cái ống rớt hết hồi máu luôn rồi. Đây đây nhá, rồi bật kỹ năng lên rồi kích tàu mẹ lên thả vào cái con Newton. Anh ta phải sợ, anh ta phải nấp luôn anh em ạ. Rồi đó mình qua chuyện gia đình nhá, rồi nấp qua cái bờ tường này để mà đúc qua bờ tường để mà tránh bị sốc đam. Ui cái này thì có đỡ nổi không, không đỡ nổi mà. Đó rồi cho cái con Titan gốc ra cho khỏe mà, bắn cái con Newton này, bắn Newton này rồi qua trụ nhà địch để mà gọi là chiếm cái trụ lại đấy. Không gốc bắn Newton này, gốc bắn để con gốc anh ạ. Con dốc này có súng máy đạn nhiều lắm, rồi nạp tầm mẹ cũng nhanh em ạ. Đó vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ về cái trận đấu này. Đó là một cái trận đấu mà mình đã cải tiến cái hệ thống súng để mà có thể tích tàu mẹ nhanh cũng như là tăng khỏe hơn bằng cái con Titan dốc này, để mà chúng ta có thể kích được cái tàu mẹ keo khiến cho cái địch tầm chậm và khiến cho cái việc mà tấn công đông mục tiêu kẻ địch giúp đồng đội khiến cho kẻ địch làm chậm, gây được hiệu ứng slowdown, khiến cho kẻ địch không thể quay người. Như vậy thì chúng ta sẽ bắn dễ dàng hơn. Đó, nếu như anh em thấy video này hay và giúp ích truyền cảm hứng cho anh em, đừng quên để lại cho mình một like và bình luận cái kênh của mình về cái trận đó rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.